học thực tế tại doanh nghiệp, một trong những điều kiện bắt buộc của chương trình cử nhân khoa học về quản trị kinh doanh do Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội liên kết với Đại học Troy của Mỹ đào tạo. Từ cuối năm thứ 2 thì các bạn sinh viên của trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã có thể tham gia những cái buổi học thực tế hay còn gọi là field trip như thế này. Tất nhiên là sau mỗi chuyến đi thực tế các bạn sẽ phải viết báo cáo này và điểm số thì sẽ chiếm từ 15 cho đến 20% tổng số điểm của các cái tín chỉ mà các bạn theo học. Tuy nhiên quan trọng hơn cả điểm số thì cái việc mà tham gia những buổi học thực tế tại các doanh nghiệp hay các văn phòng, các nhà máy sản xuất như thế này sẽ cho các bạn cơ hội có được những kiến thức thực tế về những cái chuyên ngành mà mình đang theo học. Bọn em có thể nhìn được những cái hoạt động thực tế, quản lý một cái dây chuyền sản xuất như thế nào. Và nó rất là quan trọng và nó bổ trợ nhiều cho những cái phần lý thuyết mà bọn em đã học ở trên lớp ạ. Một môi trường quốc tế năng động, du học tại chỗ, không phải xa bố mẹ. Và hy vọng là có rất nhiều cái chương trình liên kết thạc sĩ ở trong nước nữa. Đây là một trong số ít các chương trình đạt kiểm định của Tổ chức Kiểm định Chất lượng Đào tạo về Kinh doanh lâu đời và nổi tiếng nhất ở Mỹ, AACBS. Trên thế giới, chưa đến 5% các trường kinh doanh đạt được chứng chỉ này. Như vậy, không cần đi học tại nước ngoài, sinh viên đều học ngay tại Việt Nam với mức học phí hợp lý, được thụ hưởng chương trình đạt chuẩn quốc tế và được cấp bằng quốc tế. Với Đại học Troy của chúng tôi luôn đặt người học làm trung tâm, mong muốn từng sinh viên sẽ được thụ hưởng kết quả giáo dục nên các giáo sư từ Mỹ sang Việt Nam để trực tiếp giảng dạy. Tôi tin đây cũng là một trong những tiêu chí để chính phủ Việt Nam tin tưởng cấp phép cho chương trình liên kết này. Sự có mặt của chúng tôi ở đây sẽ tạo ra sự khác biệt trong chất lượng giảng dạy. Sinh viên có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên. Bản thân tôi cũng sẽ hiểu biết hơn về Việt Nam, học hỏi từ đồng nghiệp và sinh viên Việt Nam. Hai bên cùng có lợi khi hợp tác và trao đổi đào tạo.